Xin chào các bạn. Để có những góc quay hoành tráng và lạ ở trên cao, hoặc là có thể những góc bo lượn rất đẹp, thì không có thiết bị nào có thể thay thế bằng flycam. Nhưng một vấn đề còn lại là anh em muốn sử dụng flycam nhưng rất sợ rơi rớt đụng chạm trong quá trình bay. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để sử dụng flycam rất là pro và không bao giờ rớt nha. Xin mời các bạn. Năm nay Trung Thu thì tình hình dịch Covid cho nên là mình cũng có cái đèn Trung Thu như thế này, đảm bảo các bạn là không bao giờ rơi rớt và không bao giờ sợ điều gì cả. Đấy, Tết Trung Thu em rước đèn về với cung trăng. Đùa và các bạn một tí xíu thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc flycam này và hướng dẫn cũng như chia sẻ với các bạn một số cái cảnh cũng như một số shot quay với một người dùng đến 19 con và rớt mất 14 con rồi. Nani? Quảng Bình, điểm đến hàng đầu được nhiều du khách lựa chọn để chinh phục những điều thú vị. Du lịch và khám phá Quảng Bình là đến với một nơi được mệnh danh là Vương quốc hang động, là hành trình đến với mảnh đất đầy nắng và gió, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Quảng Bình được thiên nhiên ưu ái ban tặng một loạt các hang động làm mê mẩn các bạn trẻ ưa mạo hiểm. Hiếm có nơi nào trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam lại tập trung nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và địa hình đa dạng như Quảng Bình, mà nơi đây còn có núi, có sông, có biển làm mê hoặc khách tham quan. Đến với Sapa, du khách không chỉ được ngắm cảnh và chiêm ngưỡng những khoảnh khắc bình dị nơi vùng cao tuyệt vời mà còn có thể tham gia vào những hoạt động mạo hiểm, thử thách khả năng của bản thân như chinh phục đỉnh Phan Xipang. Phan Xipang thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Ngọn núi này cách trung tâm Sapa khoảng 9 km về phía nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là Hủa Sipan và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Chiều cao của đỉnh núi đo đạc năm 1909 là 3.143m. Tuy vậy, theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 6 năm 2019, đó là đỉnh núi cao 3.147,3m. Quy Nhơn là một thành phố biển xinh đẹp thuộc tỉnh Bình Định, một nơi được mệnh danh là xứ sở đất võ trời văn yên bình với sự kết hợp hài hòa giữa núi và biển, người dân hiền lành, mến khách. Nơi đây vốn nổi tiếng với truyền thống thượng võ đã trở thành bản sắc riêng, sản sinh nhiều anh hùng với tài thao lược. Có võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vùng đất này cũng là nơi nuôi dưỡng, phát triển tài năng của nhiều nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn. Trong hành trình du lịch và khám phá Phú Yên mà chúng ta xuất phát từ trung tâm thành phố Quy Nhơn. Ở phần 1 trước thì Trung Tâm TV đã đưa các bạn dậy sớm ngắm bình minh ở cây cầu gỗ Ông Cọp. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Đi tham quan nhà thờ đá Mằng Lăng với kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi và cũng là nơi lưu giữ cuốn sách đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ. Đến đầm Ô Loan là di tích thắng cảnh quốc gia để thưởng thức hải sản và ăn thử món mắt cá ngừ đại dương. Sau đó chúng ta đã đi tham quan Gành Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam, đến với hải đăng Gành Đèn tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, mình chỉ đùa một tí xíu thôi và hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái cách bay và có một số shot quay mà gọi là chuyên nghiệp và gọi là đẹp nha. Đẹp thì đối với ai sử dụng flycam thì có những suy nghĩ nó khác nhau, còn mình cho cái khả năng của mình như thế là đẹp, còn người khác nói xấu cũng được không sao cả. Nhưng đây là sự chia sẻ. Còn bây giờ mình sẽ gắn một máy quay ở ngay phía trước để cho các bạn xem được là cái
cái góc quay cũng như cách điều khiển của mình ở ngay trên cái remote như thế nào. Khởi động thôi. Nếu như mà các bạn quen rồi thì cho nó khởi động trên lòng bàn tay, nó đỡ bị bụi và nó đỡ bị trục trặc hoặc là có vấn đề gì cây cỏ các thứ. Cát nó đỡ dính vào gimbal hay là cát nó đỡ dính vào chỗ cái motor nhé. Bây giờ mình sẽ cho cất cánh ở trên lòng bàn tay. Lên. Rồi. Việc đầu tiên thì lựa chọn một cái nơi mà trống trống một tí xíu để cho chúng ta có thể dễ dàng quay phim và không bị va vấp cái điều gì cả. Bởi vì bản thân chiếc E2S này nó chỉ có cảm biến ở phía trước chứ không có cảm biến ở phía hai bên. Đấy, lưu ý điều đó. Và bây giờ cái việc chúng ta sẽ bay ra phía đây, đi thẳng một đường. Để mình sẽ follow theo một cái người đang còn đi xe máy. Trên đường và thể hiện cái cảnh quay, mình sẽ bay cao và quan sát ở trên màn hình để cho nó không bị vướng bất cứ cái cây nào. Đấy, pan từ trên cao xuống và lưu ý quan sát ở hai bên xem có chỗ nào mà có dính cây không, bởi vì cảm biến ngang là không thấy đâu. Đó, bay chéo này. Chúng ta sẽ có góc chéo rất là đẹp. Còn bây giờ mình sẽ hạ xuống một chút xíu và bám sau lưng của anh này. Đây. Rồi, chọn được góc quay rồi nha. Bắt đầu mình sẽ từ đây, mình sẽ follow theo chính giữa luôn. Đấy, các bạn sẽ thấy này, cái khung hình là đúng tỷ lệ luôn. Đấy, chúng ta về và nếu như quay ở 60 frame thì các bạn hoàn toàn có thể làm slow được. Rồi. Đây là follow theo nhân vật và từ hướng từ trên xuống nha. Còn nếu như bạn muốn uốn lượn một tí thì để mình uốn lượn cho. Đấy. Mình bay flycam cũng khá nhiều và rơi khá nhiều cho nên bây giờ thì cái khả năng bay của mình cũng khá được, có cảm giác. Và hầu như là cái khả năng điều khiển của mình thì giống như đi xe ô tô ấy, mất cảm giác cái mình phải lên xuống như thế nào. Tức là có nghĩa là mình sẽ muốn lên là nó phải lên, mà muốn xuống và nó phải xuống, hoặc là qua lại như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì nó cũng khá quen rồi, quen với cảm giác điều khiển rồi, nên là những cái cảnh quay mình quay sẽ nó mượt. Và tay thì các bạn lưu ý là khi mà nhấn V núm thì phải V đều nha. V là phải V đều. Đấy, mình sẽ bo tròn cái chỗ này cho các bạn xem nào. Bo tròn này, hai tay sẽ bẻ này, hai hướng này. Cảnh thì rất là đẹp. Các bạn lưu ý là cái chỗ mà dây điện thì các bạn cẩn thận nha. Dây điện chúng ta nhìn không thấy đâu. Hầu như những cái tính năng của những chiếc flycam sau này thì có sợi dây kìa. Ui. Là nó sẽ có những cái tính năng như là bay flow theo nhân vật hoặc theo chủ thể, nhưng mà chúng ta hầu như là quay tay thôi các bạn. Đấy, mình sẽ bo theo thế này và mình sẽ bám sát chủ thể, đó là cái chỗ cái ngôi nhà xí xí này, tí tí này. Đây, các bạn thấy tay mình nấn không? Ấn nhẹ cho nó xuống. Hy vọng là không có cái sợi dây điện nào nó sẽ cản cái hướng bay của mình. Rồi, đây là bay vòng theo cái chủ thể nha. Là mình sẽ lựa chọn như thế. Đó, cái cách quay của mình như thế này đây. Đẹp không? Rồi, mình sẽ dừng cái này và mình sẽ đi ra đây. Cái cách bay của các bạn mà mới bắt đầu mới bay á, mới tập bay flycam thì đa số là bay lên cao như thế này này. Bay lên cao. Sau đó bay cao lên và bay xa. Đấy, càng xa càng cao là càng an toàn. Càng cao là càng an toàn. Còn đối với mình thì lại thích những shot nó gần gần một chút xíu để mà thay cái nhiệm vụ của chiếc gimbal trên mặt đất. Đẹp không ạ? Nó kiểu như một cái nơi gọi là Vịnh Hạ Long thu nhỏ luôn. Đẹp phết. Chúng ta đã bay qua cái đường dây điện rồi, cho nên là cũng rất là an toàn trong quá trình sử dụng.
Đấy, khá là đẹp luôn. Nghe tiếng kêu ở trên xa. Độ cao 175m. Đấy, rất là đẹp. Thôi, bây giờ là một cái kiểu quay gọi là úp máng nha các bạn. Úp máng thì cái này gọi là top shot đấy. Mình gọi úp máng cho nó dân dã, dễ đọc. Thì mình sẽ điều khiển cái nút ở phía bên chỗ bên cái tay cầm như thế này, cho nó camera nó trúc xuống phía dưới. Đây, và úp máng này đi ngang qua. Đây, những quả top shot này có những hình ảnh rất là đẹp. Nhiều bạn bay và chụp những hình ảnh cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ lạ mắt. Đấy, gọi là top shot phía trên xuống. Việt Nam from above. Có những cái lỗ khá đẹp nhỉ. Ở độ cao 325m. Còn bây giờ thì mình sẽ thử một phát lên độ cao 500m cho các bạn cùng xem. Đấy, giới hạn của độ cao là 500m. Nếu như mà chúng ta hắc hay là các thứ gì thì có thể làm được hơn. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng phần mềm nguyên bản của DJI. Đó là DJI Fly hoặc là DJI Go, các thứ gì do hãng DJI nó cung cấp thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, ở độ cao 489. Đấy, bây giờ đã là 500 rồi nha. Maximum. Bây giờ thì mình sẽ top shot và bay. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Nhìn từ trên cao xuống ở độ cao như thế này thì nhìn xuống nhìn giống như cái con gì ấy. Nhìn rất là đẹp. Tuyệt vời. Đó, cảnh thiên nhiên của Việt Nam chúng ta khi top shot. Thôi, nếu như các bạn mà muốn sử dụng cái cảnh quay từ trên xuống sau đó xoáy nòng thì mình sẽ thử cho các bạn cùng biết luôn. Hiện nay Flycam cách chúng ta khoảng 1 cây số và ở độ cao là 500m. Đây nha, đây là top shot nha. Phía trên xuống này. Còn bây giờ thì chỗ này mình sẽ xoáy nòng một tí để cho các bạn có cảm giác xoay. Rồi. Đây, để xoáy nòng từ trên cao xuống thì các bạn lưu ý này, phải níu chéo cái tay cầm và cảm giác được cái lực của Flycam nha. Đây này, xuống này, mình sẽ kéo xuống này. Đó. Xoáy này là xoáy theo ngược chiều kim đồng hồ này. Thì nó sẽ vừa xoay và vừa xuống từ đó. Được chưa? Còn nếu các bạn mà muốn theo cái chiều thuận kim đồng hồ thì các bạn kéo qua bên này. Hơi chéo một tí xíu thì nó vừa xuống, nó vừa quay. Đấy, muốn nhanh thì kéo thẳng xuống phía bên tay trái chúng ta nhiều hơn một tí. Đó, muốn chậm thì nó như thế này, chúng ta sẽ chéo ít hơn. Sẽ có những góc hình khá ảo từ trên xuống. Rất đẹp đúng không ạ? Đấy, và máy bay cũng đã hạ độ cao dần xuống dưới 400m rồi các bạn. Chúng ta sẽ có những góc quay tuyệt vời như thế này. Kiểu bay này gọi là top shot, đối với mình thì mình lại gọi nó bằng cách là nó úp máng. Úp máng, ông nào mà bị vợ úp máng là đen đấy. Rồi, ok, còn bây giờ thì mình sẽ hạ độ cao xong, sau đó mình sẽ bay. Đây, mình sẽ nhìn xung quanh. Quá đẹp luôn. Mình sẽ nhìn xung quanh và quan sát cái chỗ này xem có cái vấn đề gì, cây cối hay là vướng víu không. Để chúng ta có thể có những góc panning. Xuống nào. Mình sẽ xuống. Rồi, góc này mình panning ở tầm cao nha. Cho các bạn nếu mới tập bay thì sẽ tập từ từ ở độ cao lên. Và lưu ý là khi bay là chúng ta phải quan sát một chút xíu về cái thời lượng pin. Đấy, pan sang phía bên phải này, pan sang phía bên trái này. Néo cái nút bên này thôi. Bởi vì cái nút này là qua phía bên trái, qua bên này là qua phía bên phải. Tới là nó đi tới mà lùi là nó đi lùi nha. Đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bay lại vị trí đầu này và sẽ thực hiện pan ngang gần cho các bạn xem. Đi chéo này.
mấy quả trên cao này thì các bạn nên phối hợp giữa ba ngón tay nha, về tập V cho nó tốt. Đấy, cảnh rất là đẹp buổi chiều. Bởi vì ở tầm này thì chúng ta sẽ có rất dễ dính dây điện của bà con. Đây, bây giờ mình sẽ căn cái khung hình là tỷ lệ 1/3 này, sau đó mình sẽ pan ngang nha. Mình pan ngang cho các bạn. Đây, xuống tí. Rồi, ok, bây giờ pan ngang này, qua phía bên trái này. Đấy, có thể là pan ngang theo tỷ lệ 1/3 từ phía trên cũng được, mà theo tỷ lệ 1/3 từ phía dưới cũng ok. Đấy, các bạn chọn cái khung hình sao cho nó, cái đường chân trời nó đẹp một tí. Đấy, như thế này cũng được này. À, thấy chưa? Đó, hay không các bạn? Flycam mà, chúng ta sẽ như chim. Mình sẽ đi ra phía ngoài này. Và tìm một chủ thể. Đây, ví dụ như là mình sẽ bay theo cái đường của đất này nhá. Đây này. Đây, các bạn quan sát cái tay của mình nhá. Bây giờ thì trong đầu mình nghĩ như thế nào là flycam nó đi theo thế đấy, tức là tập mãi nó quen rồi các bạn. Về thế nào nó đi theo thế đấy. Đây, mình sẽ đi theo đường này, mặc dù cái đường này không phải là hình tròn mà nó kiểu hình hơi méo méo. Nhưng các bạn thấy hình này mà vào hình là rất là đẹp này. Đấy, mình sẽ đi theo hình này. Và tùy vào mức độ gió cũng như là cái mức độ di chuyển của flycam thì chúng ta đoán để mà đi cái đường làm sao cho nó mượt. Cái này thì bay tầm thấp là các bạn chấp nhận rủi ro nha, bởi vì phía dưới có nhiều điều mà chúng ta không có ước lượng được vấn đề đâu. Đó, như thế là hoàn thành một shot bay. Và chúng ta cắt đầu cắt đuôi các thứ về biên tập xong, mình sẽ đuổi theo cái chủ thể đó là thuyền. Và mình ngồi xuống một tí xíu để cho nó đỡ nóng. Rồi, mình sẽ đuổi theo chủ thể đó là cái thuyền ở đây. Rồi, các bạn quan sát nha, bắt đầu nha. Mình thực hiện shot quay này. Xuống sát này. Cái này phải nhẹ nhàng thôi. Rồi, ok, đuổi theo chủ thể. Chúng ta sẽ bo quanh cái cảnh này. Mặt trời xuống lấp ló. Đó. Đây là một cách này. Xong chúng ta sẽ căn cái tỷ lệ 1/3 của mặt trời thì sẽ có một góc hình nó đẹp hơn. Mình sẽ bo sát vào trong cái anh làm cá này. Anh đã phát hiện được là chúng ta đang bay flycam ở trên đầu anh. Rồi, bây giờ thì mình sẽ là xuống mặt nước và sẽ bay theo chủ thể ở đây. Để các bạn xem này, mình sẽ cho nó lên một tí nào. Bởi vì thẻ nhớ nó cũng... Mình nhét cái thẻ nhớ nó hơi ít cho nên là 64GB mà quay 5K thì nó nhanh lắm. Xuống tí nào, đó, chuồn chuồn cặp nước ấy. Lỡ không có sợi dây nào là xong luôn nha. Chủ thể 1/3 này, rec này. Bắt đầu mình sẽ bám theo. Đấy, thường thường thì người ta lấy có tầm khoảng 1-2 giây gì đó thôi. Đấy, cái này mà đụng một cái dây phát thì tuyệt vời, có mặt trời. Rồi nha, mình sẽ bám sát vào lại ông chú này. Rồi, đã hết pin rồi các bạn. Đấy thì mình hôm nay đã chia sẻ cho các bạn một số cái shot quay cơ bản, gọi là chuyên nghiệp cũng được mà không chuyên nghiệp cũng được. Bây giờ mình sẽ cho flycam về đã.
Các bạn nhìn đây này, nhìn flycam đây này. Đây, cái chỗ chúng ta đứng này, hòm này. Quay nó đúng cái vị trí này. Rồi. Về thôi, về bằng tay thôi, còn return to home cũng được, không sao cả. Đấy. Nãy giờ chúng ta quay ở chế độ 5K cho nên là flycam nó sẽ tốn pin rất là nhiều và tốn thẻ nhớ cực kỳ luôn. Bởi vì con DJI E2 này, E2S này nó là cảm biến 1 in này, vừa ăn pin này mà vừa tốn thẻ bởi vì chất lượng nó quá cao. Đấy, chúng ta sẽ cho nó độ trên lòng bàn tay. Khi bắt flycam là các bạn lưu ý là chúng ta nên cho nó qua đầu chúng ta này, xong ngồi xuống và bắt như thế này này. Nó sẽ nhảy lên nhưng mà chúng ta ép nó xuống. Đó. Rồi. Đã hoàn thành một chuyến bay của phi công Tuấn Trung Tá. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và thực sự là những cái shot quay vừa rồi thì nó chưa phải là chuyên nghiệp lắm, nhưng mà đối với anh em mà mới chơi thì thế là cũng được. Mình thì do kiểu chơi sát sát đất cho nên là cũng bay bay lượn lượn thế nên là hay đụng dây. Các bạn lưu ý điều đó, đừng có giống như mình nha. Còn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem những chia sẻ mới. Bye bye và hẹn gặp lại.